Chào mọi người, lại là bé Nhi, nhân viên cửa hàng xe máy Huỳnh Thành đây. Hôm nay xe mới lại về rồi đấy các cô chú anh chị ơi. Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của mọi người thì hôm nay bên em lại về thêm rất nhiều loại xe cho mọi người thoải mái lựa chọn luôn. Để xem hôm nay xe gì về nhé, nôn quá trời luôn á. Đầu tiên là con SH Mod phiên bản cao cấp, giá chỉ từ 65.500.000 đồng. Chiếc thứ hai là E-Black phiên bản đặc biệt, giá chỉ từ 57.500.000 đồng. Chiếc thứ ba là con quay Alpha màu xanh, giá chỉ từ 18.200.000 đồng. Tiếp theo là con phiêu chào màu xanh phiên bản cao cấp, giá chỉ từ 34.000.000 đồng. Còn ở giữa này là con E-Black màu đen phiên bản đặc biệt, giá chỉ từ 41.900.000 đồng. Và đây con thứ ba này là con Vision phiên bản thể thao, chỉ từ 37.900.000 đồng. Thì hiện tại bên em luôn có rất nhiều chương trình ưu đãi và trả góp nè, cũng như các chương trình dành cho công nhân, sinh viên, giáo viên, viên chức nhà nước luôn. Mọi người có thắc mắc gì về từng phiên bản, giá xe thì hãy liên hệ em nghe nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của em. Mãi yêu mọi người.